Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn đang theo dõi kênh Đặc sản Lục Ngạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2023, lịch dương lịch. Thì hôm nay em đi phun, tiếp tục phun nước sâu vải. Hôm trước phun cách đây chắc khoảng độ 10 ngày quay đầu, chưa được hơn đâu. Nhưng mà bây giờ lên lớp lọc nó đang lên nên là rất nhiều sâu các bạn ạ. Đây mình quay sâu cho các bạn xem, không biết là cả nhà các bạn lớp lọc có lạch đi trùng không trùng với lớp lọc nhà mình thì không biết là có sâu hay không. Nhưng mà lớp lọc của nhà mình thì đây lớp này đang rất nhiều sâu đấy, cậu quay cho các bạn xem đấy ạ. Đấy, sâu đấy, ở một cành 4 5 con sâu luôn. Đấy, đang phun để diệt trừ sâu. Đấy, con to con nhỏ đây nó bầu lên. Đấy, các bác có thể quan sát thấy rất là nhiều. Cành nào cũng sâu luôn. Đây em đã phun qua rồi nhé. Đấy, có con này vẫn gục đầu lên, có con này đang chúc mò xuống. Thế là phun thuốc này nó chết chậm một chút nhưng mà vẫn chết các bạn. Đây, sâu rất là nhiều. Rất nhiều sâu. Đấy. Con to, con bé, thò ngang, thò dọc. Đấy. Hôm qua em lên làm thăm thì thấy nó ăn khá là nhiều. Hôm nay phải phun ngay. Cái này chỉ cần để 2 ngày nữa thôi là không thấy lọc đâu nữa luôn các bạn ạ. Nó ăn nhanh lắm. Nếu mình không phun nhanh ấy, nó ăn rất là nhanh. Chỉ cần 2-3 ngày thôi. Khi mình lên thăm mình thấy như là mưa ấy, đứng dưới gốc vải như là mưa ấy. Thực ra là phân của sâu nó ăn xong nó thải ra. Nó rơi xuống lá vải kêu rào rạc như mưa luôn các bạn ạ. Đấy. Lúc mình mới đến đứng lại chỗ cây vải để xe chỗ cây thôi. Nó vẫn dã như mưa luôn nhưng mà mình phun thuốc qua giờ nó không thấy ăn đâu, nó ngừng ăn ngừng ỉa luôn. Đấy. Sâu nó những cái sâu con sâu này vừa ăn vừa thải luôn. Đấy. Sâu đo rất là nhiều. Sâu đo sâu cuốn lá. Các bác phải làm vườn để ý những cái cùng đợt lọc của mình thì để ý lớp này nhá. Lớp của em thì bây giờ mới là lọc 2, đang lọc 2 các bác ạ. Đỏ lừ. Không biết sau lớp này làm tiếp một lớp nữa, lớp làm lọc 3 còn kịp nữa không. Các bác cho ý kiến. Lớp lọc 1 ngắn tí luôn. Ngắn nhun ngắn nhun đến lớp 2 bắt đầu mới dài được. Còn các bác làm vải kinh nghiệm thì không biết là cho em kinh nghiệm. Em phun cây này và em vải đạm bãi phân rất là nhiều lần. Nhưng mà cái vế bên này nó không lên nổi các bác ạ. Cứ nhun 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 này. Không lên được. Bị một lửa cây mà cả vườn chỉ có một cây bị thôi các bác. Đợt nào cũng phun, đợt nào cũng... Thậm chí là em còn tưới riêng cây này, tưới phân cho riêng cây này bởi vì thấy nó không lên mà. Tưới phân riêng cho cây này, tưới đạm mà vẫn không lên được các bạn. Cứ như thế này. Cứ thò đầu xanh lên khỏi mép lá này xong rồi cứ nằm yên như thế. Không lên được. Vế bên một lửa cây bên kia thì lên các bạn. Thôi em quay video đây thôi, em ngừng quay và em tiếp tục công việc của em này. Giờ ăn tối còn phồm hơn một phồm thuốc sâu nữa. Mấy trăm lít, 200 lít hơn 200 lít thuốc sâu nữa thì em lại dừng video để quay, dừng quay để phun thuốc sâu. Không thì tối mất các bác ạ. Xin chào tất cả các bác nhé. Chúc các bạn theo dõi kênh của mình thành công. Các bạn theo dõi kênh thì đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ để like share cho mình nhé. Giúp mình có động lực làm nhiều video hơn. Thì công việc của mình giờ nó cũng rất là nhiều việc, nó bận nên là một tuần mình có khi mình chỉ ra được một video thôi. Đấy. Thì em chỉ làm những cái video chính để phục vụ cho các bác. Và em cũng lưu lại cái kênh của em để em tham khảo. Những năm về sau em tham khảo. Năm nào làm như nào được hay là làm nào không được thì em sẽ tham khảo lại. Còn bây giờ thì em tắt video. Chúc các bác thành công nhé. Các bác xem hãy ủng hộ cho em nhé. Các bác biết có nhiều kinh nghiệm thì chia sẻ lên bình luận cùng nhau phát triển cái cây ăn quả là ở đất Lục Ngạn ở Bắc Giang này nhé. Xin chào tất cả các bác.
Chúc các bác thành công.